máy đẹp đấy. Được nhỏ đấy, máy này được. Thu Ngân và Công Tráng xin kính chào tất cả quý vị bà con đang theo dõi trên kênh Máy Nông Nghiệp Bình Quân ạ. Tiếp tục với series bàn giao thì hiện tại Thu Ngân và Công Tráng đang có mặt tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Và tiếp tục hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn giao về bộ đôi dòng sản phẩm máy ép cá viên S160 và máy nghiền B12 buông thẳng một pha cho một trang trại kết hợp chăn nuôi cả gà lẫn lợn. Đúng vậy, cũng là một trong những vị khách hàng đang có mong muốn đầu tư máy móc, thiết bị trong quá trình chăn nuôi được thuận lợi hơn thì chú Khương đã đến với công ty Bình Quân. Và bây giờ xin mời bà con sẽ cùng theo chân Công Tráng và Thu Ngân để theo dõi quá trình này nhá. Đi thôi ạ. Chú Khương ơi, chúng cháu đến bắt ra máy cho chú ạ. Ơi. Rồi chú ơi, cháu mời chú vào xem máy ạ. Đây, máy bên con thì vừa mới tháo lắp bọc máy đầy đủ hết cho chú rồi, lắp toa rồi, lắp động cơ đầy đủ rồi, về mình chỉ việc đấu điện và sử dụng thôi. Rồi máy đẹp đấy. Dạ. Chú ơi, thế nguồn điện của chú ở chỗ nào để bọn cháu? Điện ở trong kia, chú lôi sẵn ra kia rồi lôi vào cho chú. Vâng vâng, thế để cháu vào đấu điện nhá. Rồi rồi. Đấy, máy lắp đầy đủ rồi, chú cứ sẵn sàng là thử máy thôi. Thế thì chú có ít ngô thì nghiền luôn cho chú xem nào. Dạ được. Ngô đây. Rồi. Đấy, bây giờ chú muốn nghiền cái này đi chú. Muốn nghiền cái ngô này. Vâng, thế cháu hướng dẫn chú sử dụng cái máy này nhá. Rồi rồi. Đây, đầu tiên là chú muốn để đâu? Chú để cho cháu cái mặt bằng nó, đừng để cho máy nó cập kênh. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chú kết nối một điện cho cháu. Điện nhà mình sử dụng như bình thường. Rồi ok. Ở đây nó sẽ hiển thị đèn báo vôn cho chú này. Rồi. Đấy. Đây là điện nhà mình là 237V, là khá là khỏe. Đấy, tiếp theo là đây là cái cửa nạp nhiên liệu này, chú có thể điều chỉnh. Đấy. Sau đây bây giờ chú tự trải nghiệm luôn nhá. Đây. Cho một ít nhiên liệu ở trước. Đấy. Đó, sau đó bật máy luôn. Đây, đây có cái automat. Rồi. Đấy. Bật máy chắc, sau đó mình chỉnh cửa nạp. Thế tặng thêm cho chú ba cái sàng này và một cái sàng trong này nữa là 4 sàng. Đấy, 1 ly, 2 ly, 3 ly và 4 ly. Tùy theo chú mục đích của mình muốn ra hạt cá to hay nhỏ. Năng suất của máy này thì chú có thể nghiền từ 100 đến 200 kg/giờ. Thì mình cứ nghiền ngô, rồi nghiền thóc, rồi nghiền tất cả các loại hạt nông sản thành bột cá thôi nhá. 120. 100 đến 200 kg/giờ ạ. Đây, chúng xem nguyên liệu nó hút xuống đây. Ở trên này, xong rồi nó xả xuống cửa xả. Cái này là sử dụng hệ thống nghiền bằng ngô thẳng. Thì như lúc con đã tư vấn cho chú ấy là mình sẽ hạn chế bị đọng cái phần nguyên liệu ở phía bên trong vùng nghiền. À, một cái cơ chế nghiền ngô thẳng này thì nguyên liệu chúng ta sẽ phun và đưa thẳng ra ngoài. Cái này thì sẽ rất là đỡ cái bột cảm nó ứ đọng đấy ạ. Nhưng mà được nhỏ đấy, này máy này được. Thì máy nghiền thì chú cũng đã rất ưng ý thành quả rồi, thì bây giờ mình ép thành viên đi để cho ăn nó được hiệu quả và tối ưu hơn so với việc mà mình trộn bằng một cám như thế này. Chú mong muốn là mình trộn tỷ lệ bao nhiêu với những cái nguyên liệu mà mình mang ra thế này ạ? Chú muốn trộn 1:1. À rồi. Thế anh hỗ trợ giúp em là giúp khách hàng trộn ra cái độ ẩm phù hợp với máy ép cá viên nhé. Thế bây giờ cháu hướng dẫn chú trộn đây nguyên liệu của chú hai cái này đúng không? Rồi. Cháu sẽ hướng dẫn chú trộn 1:1 nhá, đúng theo tỷ lệ của chú nhá. Bình thường với cái chế độ ăn cám này thì một tháng cho ăn bao nhiêu lần hả chú? Đối với lợn hay là đối với gà ấy? Gà thì một ngày thì tính theo ngày. Ngày thì chú cho ăn ngày 2 lần. Lợn thì ngày 2 bữa. Mình trộn cám này sau khi ép thành viên xong rồi mình sẽ ngâm với nước để cho nó bở thêm để cho ăn, hay là mình trộn với rau để cho ăn trực tiếp ạ? Chú muốn cái này thì để muốn cho ăn thẳng luôn. Muốn ăn thẳng luôn thì đấy chú ơi, nguyên liệu của mình cháu đã trộn qua rồi. Bây giờ cháu sẽ thêm nước nhé, chú lưu ý cho cháu cái nước này. Nguyên liệu của mình nếu là như hai nguyên liệu chú có sẵn đây là bột cám, thì chú lưu ý cho cháu là trộn nước của cháu với độ ẩm khoảng 20 đến 25%. Rồi. Vâng.
Rồi chú sẽ trộn giúp chú. Chú lưu ý là trộn độ ẩm nó phải phù hợp thì nó mới tạo được thành viên cám. Chứ không phù hợp thì nó rất dễ bị tắc sản. Nếu ướt quá, hăng ra được, mà khô quá thì cũng khó ra. Nếu cái cám này mình mà trộn được như thế này thì mình để được lâu. Vâng. Thì sau khi mà mình ép xong ấy thì chú để phơi ngoài nắng thì mình bắt đầu là viên cám nó sẽ được khô cứng và sau đó chú sẽ để và dùng dần. Rồi. Bởi vì là đây là mình chỉ sử dụng những nguyên liệu là nước sạch để mà mình tạo sự kết dính, tạo sự kết dính cho máy. Và đồng thời là khi mình ép được viên rồi thì cái viên này nó sẽ rắn chắc hơn. Đấy, cám cháu trộn xong rồi thì cháu sẽ hướng dẫn chú sử dụng luôn cái máy này nhá. Rồi. Thì trước tiên là chú cũng cứ để vào khu vực bằng phẳng, không để máy nó cập kênh trôi đi. Máy nó cũng bánh xe đúng không ạ? Nên là rất dễ cho chú để bằng phẳng của cháu, sau đó kết nối với nguồn điện nhà mình. Đó. Sau đó khởi động, chú khởi động máy cho cháu khoảng chạy khoảng 5 đến 10 giây. Chú có một cái lưu ý này, chú giúp cháu là máy mới là để sạc mới thì chú cố gắng chạy cháu là cám nghiền này là chạy cháu khoảng 5 đến 10 kg để cho mặt càng nó trơn tru hoàn toàn. Chú lưu ý giúp cháu nhé. Anh chú ơi, còn một lưu ý nữa, chú lưu ý giúp cháu là khi chạy máy con ốc này mình có thể điều chỉnh để cho quả lô nó sát với mặt sàn, để cho nguyên liệu có thể ép thông qua lỗ mặt sàn và xuống đây. Rồi. Nhanh nhanh chậm là chú có thể điều chỉnh qua cái con ốc này. Con bật máy chú nhá. Rồi. Chú bón một lớp mỏng trước cho con, một lớp mỏng nhẹ thôi, ít thôi. Đấy. Rồi, chú cứ cho ăn đều đi là được rồi, máy bây giờ chạy ổn định rồi. Mình sẽ chạy khoảng tầm từ 5 đến 10 cân thì cái mặt sàn của mình nó sẽ trơn hoàn toàn. Và lúc đó chú chạy đa dạng các loại nguyên liệu dạng hạt nông sản hay là dạng ngô hạt với cả trộn với cả rau cỏ ép thì nó vẫn đều dễ. Và tỷ lệ khi mà lưu ý là trộn rau cỏ thì mình sẽ chỉ duy trì trong khoảng tầm từ 20 đến 25% trong tổng số các cái nguyên liệu mà chú phối trộn thôi ạ. Chú ơi, với cái thành phẩm mà mình vừa làm xong này thì bà con có thể trực tiếp là cho lợn của chú ăn được không ạ? Cho được. Bây giờ cho đi ăn luôn thử xem. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, đây là trải nghiệm lần đầu tiên Thu Ngân đi cho lợn rừng ăn. Và chú Phương cũng đã chia sẻ là vào thời điểm mà lợn đẻ thì sẽ áp dụng là cho chăn nuôi ăn với bột cám nhiều hơn là trộn bột cám ngô với cả khoai mì. Dạ vâng, rất vui khi chú có thể tìm được cho mình một chiếc máy nghiền cám B12 một pha sử dụng trong hộ gia đình chăn nuôi, cũng như là chiếc máy ép cám viên F160 của Bình Quân này để phục vụ cho quá trình chăn nuôi của mình. Và không biết là có cơ duyên gì mà để chú đưa ra cái quyết định đầu tư hai chiếc máy này không ạ? Chú thấy hàng xóm người ta mua cái máy này làm được thì giờ chú cũng làm theo, chú mua theo. Đúng là bà con nông dân mình là có cái gì tốt, cái gì hay, thuận lợi thì bà con thường chia sẻ cho nhau chú nhỉ. Thân nhất với nhau, giúp đỡ nhau là tốt nhất. Đúng rồi. Dạ vâng, và những quý vị ngồi phía trước màn hình đây ơi, và nếu quý vị muốn có nhu cầu tham khảo về bất cứ dòng sản phẩm máy chăn nuôi nào tới từ Bình Quân thì có thể liên hệ ngay với Thu Ngân qua số điện thoại 0912342772 hoặc số 0915792332 để được hỗ trợ tư vấn nhanh chóng nhất nhé. Máy nông nghiệp Bình Quân, trợ thủ đắc lực của nhà nông.